xô ngã mày vào hôm nay thì cũng đừng mừng vội. Nó sẽ mò đến tìm mày vào một ngày khác. Nếu gọi xã hội này là một trò chơi, cuộc sống sẽ là những màn vượt ải nhằm thử thách, đánh bản thân mình gục xuống. Ai cũng có quyền chọn một hình thức để khiêu chiến với cuộc đời mình. Đường đến thành công luôn là một hành trình đầy máu và nước mắt anh bạn ạ. Nâng ly cho những điều thối nát của xã hội. Khi cuộc sống luôn đưa áp lực kỳ đè ta xuống, lời gièm pha đè lên hoài bão cố gắng bắt buộc đôi tay ta buông. Đời là một game khó, mỗi một ngày mới luôn có cái để thêm lo. Phá vỡ rừng xích dư luận đời đang kìm hãm, kiên cường bước khuất là khí chất người Việt Nam. Theo khó thói buộc cuộc đời đến tao khởi nghiệp bằng con số không. Đánh cược cả ước mơ lớn gói vào đôi tay miệt mài lao động. Có tuổi tôi khốn khó, sống trong sự bắt nạt bạn bè đã ban cho. Mất đi tôn trọng vì không giàu được như họ. Tương lai là đường hầm không ánh sáng để tỏ, những ta bước vẫn cứ bước với gian nan và giông gió. Sự khinh miệt gác lại đằng sau, cuộc sống thiếu thốn vật chất cũng chưa từng khiến tân sắc lại ưu sầu. Bỏ qua miệng đời quen thói, quan trọng nhất ý chí tao ngàn cân. Tao không sợ sống trong nghèo đói vì tao giàu nghĩ lưng ở bản thân. Cuộc sống mà mày không cố thì ai hay, khiêu chiến mỗi ngày để tiềm năng được trỗi dậy. Bao lời chỉ cần cứ bỏ lại ở đằng sau, tao vẫn bước tiếp chứ không bao để bằng nhau. Cuộc sống mà để gánh nhau từng gánh, chơi chơi bùng nổ để không làm câu tiếp hay. Nếu cuộc đời này không đánh được mày hôm nay, vẫn luôn kiên cường vững tâm chờ nó đấu lại với mày. Cuộc sống mà. Chúng ta không có trọng lượng trong lời nói. Lúc vị thế của mình được nâng cao, chúng ta phải chịu sức nặng của cái gọi là dư luận, cố kéo bản thân mình về vạch xuất phát. Tài sản quý giá nhất khai phá tiềm lực con người không phải là tiền, mà là nghị lực và lòng tin. Như một siêu sao người Thái Bình có từng nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Hy vọng bài nhạc này có thể trở thành nguồn động lực cho những ai đã và đang yêu quý NTN. Tôi đặt niềm tin vào các bạn.